Chào buổi chiều ngày 29 tháng 10 2022 anh em cô chú ơi. Mời anh em cô chú gần xa quay trở lại phụ tùng Honda Tí Hon uống ly trà Thái Nguyên móc câu ha, trà Bắc. Mới chăm anh em ơi, với mấy anh em nào ở gần khu vực thị trấn Bình Đại. Ghé uống trà chơi mấy anh em ơi, xem phụ tùng xem cái máy dốt dốt nè. Chiều có tháo cái máy dốt dốt nè anh em cô chú. Tính rã con xe mà bây giờ không kịp, ngày mai chủ nhật chứ anh em ơi, ráng hy vọng mà nghỉ ngày chủ nhật tập lần lần thử ngày đầu tiên làm sao anh em cô chú. Quá trời, mấy chục năm làm nghề mà không được nghỉ được ngày, không được nghỉ ngày chủ nhật. Mình giờ ráng tập anh em cô chú thông cảm, ngày chủ nhật có thể mình ráng mình nghỉ xả hơi bớt anh em. Đi vòng vòng thăm bạn bè đồ chơi, du lịch đồ chơi. Chứ giờ chủ nhật thì chuyển khoản cũng không được, ngân hàng nghỉ rồi, số anh em họ cũng không có muốn, họ muốn mua họ cũng khó lòng quá. Trước hết chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều thuận lợi, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài anh em cô chú ơi. Giờ quay mấy anh, có mấy anh em yêu cầu quay cái bộ ốc 67 nè anh em cô chú, ốc lục ba ke lục giác nè, ba ke nè, bộ ốc 19 18 20 con gì đó, nói chung là một bộ tông máy á, giá 200.000 bộ anh em. Chuyển khoản trước gửi hàng sau, tiền ship anh em trả ha. Ốc này cũng săn lùng cực khổ lắm mới có nha anh em cô chú, nhưng mà không có nhiều đâu, số lượng cũng có hạn. Anh em nào có duyên thì điện thoại chốt mình sẽ gửi cho anh em cô chú, xài đam mê, không có nhiêu tiền nhưng mà của đồng công lượng hết anh em. Xài đam mê chơi mấy chiếc 67 lúc nào cũng nhớ tới mấy chú lão tiền bối, không có thể nào quên. Bán đồ quen pha thì bán chứ rà rà nhớ 67. Trước hết là mình vô cái bộ nồi nè anh em cô chú. Bộ nồi răng cỏ còn khá ha anh em cô chú, đã ha. Giá bộ nồi này số gì nè anh em ơi, số 13 đời 2013 ha. Nhưng mà nó còn riêng chưa dán luôn anh em ơi. Chuông nó có gợn sóng ba đầu nhẹ nhẹ, gợn mọt cũng cộm cộm tay anh em, còn tắng bốc mà. 2013 nè bố, anh em coi bố coi. Bộ nồi này mình chạy mình nghe hú rồi nghe anh em cô chú, có hú bán anh em cô chú bộ nồi này 800. Mấy cái đồ mà nó có lỗi lỗi hú hú này, quay a chiếc nào giờ nó hú thôi anh em cô chú ơi, nhưng nó có tuổi quá hay sao à. Lên chạy thử bằng đêm á anh em cô chú, bằng đêm mà im trời nghe anh ta hú à, còn chạy ga lớn lên thì không nghe, chạy nhỏ nhỏ hú khá đẹp ha anh em cô chú. Rồi tặng luôn bộ ép, bộ ép ốc sáng giới luôn à. Giá 800 mà anh em gáp xe Trung Quốc đồ đi làm hả anh em cô chú, để đồ nó không được tốt thì mình bán giá thấp ha anh em. Đồ nào nó đẹp thì bán giá bán được nhiều tiền, phục vụ được anh em cô chú có đồ xài là vui rồi, có quan trọng gì đâu. Cứng ngắc cái chua cứng ngắc anh em ơi, nè anh em coi răng nè, biết lý do gì mà nó hú ta, răng còn khá được nè. Không có lỗi gì đâu anh em, sao chạy hú ta, nhông nè, mã số đồ còn rõ ràng hết trơn. Trời ơi, tắng bốc luôn, chuồng heo nó chưa khớp luôn nè anh em, chưa thấy dấu khớp. Cái này là gã làm sao để dễ nhớt không là nghe, mình không có rửa, mình không có mấy cái máy, mình không có rửa vô này đâu. Quay tung thật cho nó dễ, có mấy trăm ngàn, có nhiêu đâu, rửa bùa phép chi. Rồi 800 cho bộ nồi, tặng luôn bộ ép, tặng luôn máng nhớt, tặng đủ thứ tặng hết. Rồi tiếp theo cái lóc nè anh em cô chú ơi. Cái lóc mỏng này thì ok là khỏi quay luôn anh em ơi, đẹp tuyệt vời, không có gì để soi hết. Trời ơi, nó trắng cỡ về coi gì nữa, mất công mất thời gian anh em cô chú để uống trà móc câu tâm sự cho nó sướng hơn. Coi chi mấy cái này ha, bảo đảm riêng căng đét không có lỗi lầm, lỗi là đền chứ không có thối thác lời nói của mình. 300 lóc với cây ti đo như cái ti bánh răng bơm nhớt luôn 300 anh em.
dơn riêng chưa ép mà. Cái dấu có sơn bạch tiết rồi còn dính luôn. Nồi này mới tháo cho nên ốc tán nồi đẹp nha chú, xe mới tháo lần đầu. Dơn rồi còn cứng lắm, đã lắm. Rồi, dơn này cũng căng đét luôn anh em ơi. Không có gì để sôi luôn. Tuyệt vời, sôi gì giờ. Rồi, dơn đầu lòng này bây giờ mình bán cho anh em cô chú giá nè. Nếu mà anh em cô chú lấy luôn ốc đầu, lấy luôn sơn cam, lấy luôn bánh lòng, lấy luôn bánh tăng, lấy luôn bù rong, lấy lòng đền, các kiểu các cái ăn. Hết luôn combo vậy, vừa bán vừa tặng luôn anh em. 2.600.000. Anh em nào lấy dơn luôn á, anh em nào mà lấy đầu lòng mình bán 2.200.000. Còn cái dơn thì 500 vậy đó. Bê tông là anh em cô chú chưa có mòn gì ta ha. Ở dưới nè. Còn khá trắng. Đồ khá đẹp đó. Chưa có chạy nhiều gì hết. Giờ bê tông này chưa dính nhớt nhiều là có lý à. Thì mình đẩy vô cái coi sơ mi. Đó, sơ mi nè anh em. Rồi bán cho anh em cái giá đó là bán hàng cũng tiện ngẫu hứng anh em, chiều bữa nào mà có tà ngon rồi khí hậu tốt rồi bán cái giá thì rẻ lắm, nói rồi quên luôn á, mới nói như quên nữa ta, thôi giá y vậy luôn. Chứ ít có dơn đầu lòng với bù rong, mùa sơn cam, bánh lòng, bánh tăng nào họ bán cái giá này lắm anh em cô chú. Bữa nay đẹp trời, trong mình thấy nó thoải mái, nó sảng khoái. Bán đồ giá yêu thương cho anh em cô chú xài xe dốc dốc chơi. Nè, ốc đầu nè. Cảnh gốc rồi còn khá ngon. Xài xe dốc dốc cho anh em ơi. Nè, bù rong nè. Nó đầy đủ một bộ luôn, sen cam nó luôn nè. Bánh lòng, bánh tăng nè anh em. Bánh tăng hơi cứng, bánh lòng mềm. Anh em đợi chút xíu, nghe điện thoại anh em cô chú ơi. Rồi xong, qua cái đó quên giá luôn á, nãy nói như 2.000.000 anh em cô chú theo dõi clip giùm mình nói sao bán y vậy anh em cô chú ơi. Tiếp theo là cái bộ số nè. Râu ria còn đồ dữ ha. Thì giùm đưa cái camera hiển vi vô cho anh em xem cho nó đã. Rồi cùi bên đây là bao anh em cô chú là tuyệt vời, không cần xem lâu chi nó mất thời gian anh em cô chú. Cùi bên đó thường nó chất lượng lắm. Cốt số nè, khỏi coi luôn. Trời ơi, nó vàng khè về coi gì nữa anh em. Rồi ok luôn, bao đâm luôn, lưỡi gà nè anh em, chưa có dấu luôn, heo nè anh em. Có dấu chạy chứ chưa có dấu huyết. Rồi bao luôn, khỏi coi luôn. Đây cái cùi này cốt nhông, cái này mới quan trọng nè. Nó lỗi lầm hay không, này là cùi này cốt nhông còn 95% ha. Có dấu chạy nè chứ chưa thấy dấu huyết mòn. Bắt đầu coi tay số 1 mà. Chắc ăn anh em ơi, ngon lắm. Tay số 3 nãy mình kiểm tra rồi, có tay số 4 bị lỗi xíu anh em. Anh em tập trung vô coi tái số 4 rồi mấy tái số kia mình bao rồi. Nó có dấu đó, nó thấy không? Nó có dấu đó, anh em thấy không? Nhưng mà chạy không hú, xe này mình trước khi rã mình chạy thử rồi nha anh em cô chú. Chạy không hú. Mà nó có dấu vậy đó, dấu vô duyên vậy đó. Này nó lỗi vô nhà máy hai bên luôn ha, chứ nếu mà cái dấu mòn chạy là chỉ có một bên thôi. Nó giống như cái clip xe đạp mình ha, cái dĩa xe Honda khi chạy nó mòn xéo con chừng hơn chiều con hướng à.
Mà cái này nó hai bên luôn, thấy không? Bên đây có bọt, nó có dấu, không phải là mọt mà dấu. Có dấu tái số 4 thôi, còn nhiều tuyệt vời hết. Hay là cái này mai mốt có tái bộ số nào lỗi anh em lấy tái số 4 bỏ qua cũng được. Rồi bán bộ số này luôn hai cây cốt, heo, lưỡi gà đầy đủ combo vậy đó, bán anh em 400. Rồi video cũng hơi dài anh em cô chú ơi, mong anh em cô chú mua được mấy bộ ốc 67 này. Có một số anh em đợi lâu lắm rồi, không có, mình không có lục hàng được. Nay đẹp trời hơn kiếm được mấy bộ, mong anh em nào mua được bộ sơ bộ vít bộ ốc vít về xài, anh em kiếm cực khó khăn. Bộ ốc đầu phiêu một nè anh em, xe chiếc xe trước ha, xe này còn dính theo bùi rong mình không dám bán lẻ ra. Bộ này 200 ngàn nè anh em. Quay tầm gần cho anh em quan sát cái góc cạnh của nó đó. Mình giới thiệu đơn giản thiệt nhưng mà anh em thấy không? Nó quay ở chế độ này là không có bao giờ mà nó sai lầm được hết, coi rõ lắm. Hãy quên coi cái cây, cái dên của nó có phiết phốt không cái nữa anh em. Này cái phốt không có bị phiết luôn ha, có dấu chạy thôi chứ không có dấu mòn. Mình hay nói gì hoài, nói chơi vui nhưng mà cũng có thật anh em. Ở đời coi vậy à, chứ cái vật cứng nó thua cái vật mềm ha. Đàn ông mình cứng rắn vậy, cứng ngắc vậy đó chứ chịu không nổi với cái đồ mềm đâu. Mềm dẻo với phụ nữ họ mềm dẻo chứ họ hay lắm. Cái này anh em thấy không, cái cây phốt nó mềm á, chứ cây cốt thép nó cứng vậy chứ rà rà cốt mòn trước nó à. Mềm mềm mà nó thắng cứng à. Ở đây uống cà phê nhiều khi mấy anh kia nó khoái nó một tí nói chuyện nhiều cái nó vui nhưng mà nó có thật không? Đấy, cái mềm mà thua mà thắng cứng mà đọc có thực tế rõ ràng rồi. Rồi hết clip anh em cô chú, chúc anh em cô chú buổi chiều mát mẻ vui vẻ ấm áp hạnh phúc anh em cô chú ơi. Chào anh em, chào cô chú.